người rút súng thì uy ở chỗ đông người là sai mục đích. Công an xác định ông Hồ Văn Nam rút súng bắn đạn cao su tuy không có hành vi uy hiếp, đe dọa trực tiếp tính mạng người khác nhưng có dấu hiệu dùng công cụ hỗ trợ sai mục đích. Ngày 8 tháng 3, Công an huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông rút súng, lên đạn chỗ đông người xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan điều tra, ngày 21 tháng 2, tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, do mâu thuẫn trong quá trình giao dịch liên quan bất động sản, ông Hồ Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ và điều tra ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa đã lấy súng bắn đạn cao su rồi lên đạn ở chỗ đông người. Sự việc được người dân chứng kiến quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Một số người liên quan vụ việc cũng làm đơn tố cáo hành vi rút súng thị uy, đe dọa của ông Nam. Từ tin trình báo, công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, thu giữ khẩu súng và làm việc với người liên quan. Quá trình điều tra, Công an xác định ông Hồ Văn Nam đã dùng súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng. Việc rút súng, lên đạn không có hành vi uy hiếp, đe dọa trực tiếp tính mạng người khác nhưng có dấu hiệu sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích, sai đối tượng bảo vệ. Trước đó, bà TTTH trú thị xã Thái Hòa có đơn kêu cứu vì bị ông Hồ Văn Nam rút súng uy hiếp và một người phụ nữ xé giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đơn trình báo, bà H mua lô đất diện tích hơn 800m2 ở xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn chiều ngày 21 tháng 2, bà hát có thỏa thuận bán lại lô đất trên cho bà qtt Tê Tê, trú xã nghĩa thuận khi bà hát và bà t có mặt tại văn phòng công chứng ở thị trấn nghĩa đàn huyện nghĩa đàn để thực hiện hợp đồng giao dịch mua bán lô đất thì bà t gọi điện cho bà b th trú huyện diễn châu cùng nhóm người nữa đến yêu cầu bà hát cho xem sổ đỏ khi bà hát cầm sổ đỏ ra thì bị bà bth giật lấy rồi xé rách Trong bà hát đứng cạnh đó giành lại sổ đỏ và xảy ra lộn xộn lúc này ông nam xuất hiện rút súng dí vào trong bà hát. Khi mọi người kéo ra đường, người đàn ông này tiếp tục rút súng ra và lên đạn phát ra tiếng lạch cạch. Người tố cáo nói rằng người rút súng là ông Hồ Văn Nam, làm nghề luật sư. Tuy nhiên, trong danh sách đoàn luật sư tỉnh Nghệ An không có tên người này. Bà Hát cho rằng nguyên nhân xảy ra sự việc do trước đó bà Tê mua lô đất trên không được và yêu cầu bà Hát phải chia lời với tỷ lệ 4 trên 6 nhưng không được người này đồng ý. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.